Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Tư lệnh Ukraine cho biết Nga đã tái triển khai khoảng 50.000 quân đến tỉnh Kursk trong nỗ lực đẩy lùi lực lượng Kiev khỏi lãnh thổ. Tướng Oleksandrsky, tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, chúng tôi biết rằng khoảng 50.000 quân từ các khu vực khác đã được Nga tái triển khai đến mặt trận Kursk. Tổng tư lệnh Sky nhấn mạnh rằng những động thái này của Nga đã dẫn đến sự suy yếu của lực lượng Nga ở các khu vực khác. Tất nhiên, điều này giúp chúng tôi dễ dàng tiến hành các hoạt động phòng thủ hơn. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đang tiếp tục nỗ lực tấn công nhằm đánh bại lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk. Theo các nguồn tin, các đơn vị Nga đã đạt được bước tiến đáng kể tại quận Zhytomyr của vùng Kursk. Hôm 10 tháng 10, quân đội Nga đã đột phá qua tiền tuyến của lực lượng vũ trang Ukraine, tiếp tục cuộc tấn công ở một số khu vực. Nguồn tin cho biết, các hành động tấn công của lính thủy đánh bộ và lính dù Nga đã làm suy yếu đáng kể khả năng phòng thủ của Ukraine tại Kursk. Tại Lyubimovka, quận Korenletsky, nỗ lực đánh bại các đơn vị Ukraine đã hoàn tất, cho phép quân đội Nga tiến công về phía trước và chiếm giữ các vị trí quan trọng. Lực lượng vũ trang Ukraine đang rời khỏi vị trí ở khu vực Glerzlisiat, hiện nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Cuộc đột phá bất ngờ này do lữ đoàn lính thủy đánh bộ 155 thực hiện đã buộc quân đội Ukraine phải tháo chạy, bỏ lại các cộng sự của họ. Cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn ở Olivka, nơi nỗ lực đánh bại các đơn vị Ukraine đã gần hoàn tất. Các hoạt động tấn công thành công của quân đội Nga theo hướng này đã mang lại lợi thế chiến lược và buộc các lực lượng Ukraine phải rút lui, mất quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ quan trọng. Phóng viên chiến trường đưa tin, các đơn vị Nga đã bắt đầu các hoạt động chiến đấu tích cực theo hướng Zhytomyr và Korenletsky ở vùng Kursk. Đã có báo cáo về những bước tiến đầu tiên của quân đội Nga tại khu vực Lyubimovka theo hướng Korenletsky. Mục tiêu của cuộc tấn công là bao vây và đưa nhóm lực lượng vũ trang Ukraine đang hoạt động trong khu vực này vào vòng hỏa lực. Cuộc tấn công đang được thực hiện đồng thời từ hai hướng, tạo cơ hội tiến hành một cuộc chiến dịch quy mô lớn để chặn quân đội Ukraine tại Kursk. Tuy nhiên, bất chấp những thành công ban đầu, vẫn còn quá sớm để nói về việc thực hiện đầy đủ kế hoạch này vì chiến dịch mới bắt đầu và kết quả vẫn chưa được xác định chắc chắn. Ukraine đã phát động cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga từ đầu tháng 8, kiểm soát thị trấn Suzda, chiến lược và một số ngôi làng gần đó. Ukraine cho đến nay tuyên bố đã kiểm soát khoảng 100 khu định cư ở Kursk. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, Moscow đang sử dụng nhiều đơn vị với quy mô lớn, có kinh nghiệm chiến đấu hơn trước để triển khai các đợt phản công mạnh ở Kursk. Nga liên tiếp đạt được đà tiến trên tiền tuyến Donbas trong những ngày qua, khiến cho binh sĩ Ukraine lo ngại về một kịch bản pháo đài chiến lược khác sẽ sớm bị sụp đổ. Quân đội Nga đang chạy đua với thời tiết, cố gắng giành thêm nhiều thị trấn nữa ở vùng Donbas trước khi mặt đất trở nên lầy lội vào mùa thu năm nay và nhiệt độ sau đó giảm mạnh vào mùa đông. Thị trấn khai thác than Torez đang trên bờ vực rơi vào tay lực lượng của Moscow khi họ đã đưa quân vào trong khu vực. Lính pháo binh Oleksandr thuộc lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 109 cho biết, tôi không nghĩ thị trấn sẽ trụ được lâu, đồng thời nhấn mạnh rằng đơn vị này đang thiếu hụt nghiêm trọng về nhân lực. Giao tranh ở Torez, một thành trì của Ukraine, xảy ra kể từ năm 2014 tới nay, sau khi xung đột giữa lực lượng chính phủ và phe ly khai ở Donbas bùng phát. Trong hầu hết hai năm đầu tiên, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine từ đầu năm 2022, thị trấn này chưa được đưa vào tầm ngắm, cho tới tháng 6 năm nay khi Nga gia tăng tấn công. Chuyên gia quân sự Ukraine Mikhail Lurirokhov nói, tình hình rất tồi tệ và nếu Bộ Chỉ huy Ukraine không gửi quân dự bị đến đó, trong tương lai gần, tình hình sẽ rất khó khăn nếu không muốn nói là thảm khốc. Thời tiết đang là mùa thu và người Nga hiểu rằng khi thời tiết thay đổi và không thể tổ chức hậu cần, cuộc tấn công của họ sẽ bị dừng lại. Vì vậy, trong khi thời tiết vẫn còn ổn, họ đang cố giành được càng nhiều lãnh thổ càng tốt. Quân đội Ukraine thừa nhận rằng tình hình ở Torez, nơi có khoảng 1.200 thường dân ở lại, đang xấu đi. Quân đội Nga đã tiến vào vùng ngoại ô phía đông của Torez và đang cố gắng tiến về phía mỏ trung tâm ở phía tây thị trấn.
Theo binh sĩ Oleksandr và các nhà phân tích quân sự, số phận của Torres phụ thuộc vào việc liệu Ukraine có thể phân bổ các đơn vị dự bị và đạn pháo khan hiếm để ngăn chặn Nga tiến xa hơn hay không. Ukraine thường buộc phải ưu tiên nguồn lực ở một số khu vực gần tiền tuyến hơn những khu vực khác do thiếu hụt nghiêm trọng nguồn lực từ đạn dược đến thiết bị và nhân lực. Đầu tháng này, Ukraine đã mất Volenda, một thị trấn khai thác mỏ khác nằm ở Torres 80 km về phía tây nam ở Donetsk. Một số binh lính Ukraine bày tỏ lo ngại rằng sự thiếu ổn định trong dòng viện trợ quân sự phương Tây khiến Kiev rất khó khăn trong việc lập kế hoạch tác chiến. Chúng tôi không có khả năng lập kế hoạch tốt vì chúng tôi phụ thuộc rất nhiều vào các đồng minh của mình. Anton, chỉ huy tạm quyền của một trung đội trinh sát của Lữ đoàn Phòng vệ lãnh thổ số 112 được triển khai ở phía đông nam tỉnh Zaporizhia cho biết, chúng tôi chiến đấu ở đây hôm nay và bây giờ, và điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai thì không biết. Có lẽ chúng tôi có thể giữ được những vị trí đó, nhưng nếu không có đạn pháo, những vị trí này sẽ bị mất rất nhanh, ông lý giải. Đối với Oleksandr, người đang bảo vệ các khu vực do Ukraine kiểm soát ở Torres, tình trạng thiếu đạn dược trong đơn vị của anh ta đã trở nên tồi tệ hơn kể từ tháng 4, khiến số lượng đạn không đủ để nhắm vào tất cả các vị trí của Nga. Khẩu đội pháo binh của anh chỉ nhận đủ đạn để bắn 5 đến 10 lần mỗi ngày, và so với vài tháng trước, khi quân đội Nga chỉ cố gắng tiến lên ở nơi họ nhìn thấy cơ hội, thì họ đang cố gắng tấn công mạnh mẽ các vị trí phòng thủ của Ukraine trong khu vực, anh nói thêm. Quân đội Nga ngày càng trở nên thành thạo hơn trong việc khai thác các điểm yếu để áp đảo hệ thống phòng thủ của Ukraine bằng số lượng lớn quân lính và hỏa lực. Moscow đã đẩy nhanh tiến độ tấn công vào Torres sau khi giành được Volenda vào đầu tháng 10, tiến sâu hơn vào khu vực trung tâm của Donetsk. Bên cạnh Torres, những điểm nóng nhất hiện tại của cuộc chiến là các khu vực Podko và Kurakhov ở phía tây và tây nam Torres. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy Nga có thể bắt đầu một đợt tấn công mới ở nơi khác để kéo căng quân đội Ukraine hơn nữa, theo các chuyên gia quân sự phương Tây và Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho biết, vào ngày 9 và ngày 10 tháng 10, lực lượng Ukraine được cho là đã tấn công căn cứ lưu trữ UAV Shahed của Nga ở Radnoda và một kho đạn dược ở Cộng hòa Adige. Báo cáo có đoạn, lực lượng Moscow dựa vào máy bay không người lái Shahed để tấn công cả thị trấn, thành phố, tiền tuyến và hậu phương của Ukraine, đồng thời bắn khoảng 10.000 quả đạn pháo mỗi ngày vào những vị trí tiền phương của Ukraine. Bản đánh giá nhắc lại rằng, vào tháng 9, lực lượng Kiev đã tấn công các kho đạn ở vùng Tver và ngày 8 tháng 10, họ tấn công căn cứ lưu trữ tên lửa và đạn dược của Nga thuộc vùng Bryansk, dẫn đến phá hủy hàng chục nhà kho, toa tàu và có thể là một lượng đáng kể đạn dược, tên lửa và máy bay không người lái. Viện Nghiên cứu Chiến tranh nhận định, mặc dù một cuộc tấn công đơn lẻ khó có thể tác động đáng kể đến nỗ lực chiến tranh của Moscow, nhưng những cuộc tấn công lặp đi lặp lại vào các kho vũ khí bên trong lãnh thổ Nga có thể bộc lộ chỉ huy quân sự Nga phải tổ chức lại và phân tán các hệ thống hỗ trợ và hậu cần ở các khu vực hậu phương nhằm giảm thiểu thiệt hại, đồng thời tối ưu hóa mạnh mẽ hoạt động tiếp vận để hỗ trợ cuộc chiến ở Ukraine. Các nhà phân tích một lần nữa lưu ý rằng, việc dỡ bỏ kịp thời các hạn chế đối với việc sử dụng các hệ thống của phương Tây và việc phát triển hơn nữa tiềm năng tấn công tầm xa của Ukraine và lãnh thổ Nga có thể cho phép lực lượng Kiev khai thác hiệu quả hơn những điểm yếu đó của Nga trước khi Moscow triển khai các biện pháp đối phó. Viện Nghiên cứu Chiến tranh nhấn mạnh, các cuộc tấn công của Ukraine vào loạt mục tiêu ở Nga có thể tác động đến chuỗi hoạt động tấn công trên toàn bộ chiến trường ở Ukraine nếu lực lượng Kiev có cơ sở vật chất, năng lực và được phép tiến hành một chiến lịch quy mô lớn nhằm tấn công vào các mục tiêu hậu cần và hỗ trợ ở Nga. Các quan chức Hungary và Slovakia đồng loạt cảnh báo rằng kịch bản Ukraine gia nhập NATO sẽ dẫn đến Thế chiến 3. Ukraine đang trong tình trạng chiến tranh với Nga. Theo lập trường truyền thống của NATO, nếu Ukraine gia nhập liên minh trong hoàn cảnh hiện tại, điều đó có nghĩa là bắt đầu Thế chiến 3. Ngoại trưởng Hungary tuyên bố tại diễn đàn khí đốt quốc tế St. Petersburg hôm 10 tháng 10. Chúng tôi luôn phản đối cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Nhà ngoại giao Hungary nói thêm, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã đưa ra những nhận xét tương tự vào tuần trước, khẳng định chính phủ của ông sẽ không bao giờ đồng ý cho Ukraine gia nhập NATO vì lo ngại mối đe dọa của một cuộc chiến tranh thế giới nếu kịch bản này xảy ra. Việc Ukraine gia nhập NATO sẽ là nền tảng thuận lợi cho một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba, ông Fico cảnh báo. Cả hai quốc gia đều không đồng tình với chính sách của phương Tây do Tổng thống Mỹ Joe Biden dẫn đầu là gửi vũ khí và tài chính cho Kiev cho đến khi nào đánh bại Nga.
Ukraine từ lâu đã theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên của Liên minh NATO. Kiev thậm chí đưa điều này vào hiến pháp. Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9 năm 2022, 7 tháng sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. NATO đã cam kết đưa Ukraine vào liên minh từ năm 2008, phớt lờ cảnh báo của Nga rằng Moscow coi đề xuất này là mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia. Theo các quan chức Nga, xung đột Ukraine nổ ra phần lớn do khối quân sự này tìm cách kết nạp Kiev. Mặc dù cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, một số thành viên của liên minh đồng ý rằng một ngày nào đó Ukraine sẽ trở thành một phần của NATO, song Kiev vẫn chưa được đưa ra một thời gian biểu cụ thể cho việc gia nhập. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bế tắc này là do cuộc xung đột Nga-Ukraine chưa đến hồi kết. Vào tháng 4, Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine sẽ không thể gia nhập NATO nếu cuộc xung đột với Nga chưa chấm dứt. Trong bối cảnh Moscow đang giành được nhiều bước tiến trên chiến trường, một số cơ quan truyền thông và quan chức phương Tây đã gợi ý rằng Ukraine nên nhượng bộ Nga về lãnh thổ để đổi lấy các đảm bảo an ninh. Ukraine đã nhiều lần từ chối bất kỳ đề xuất nào ngoài việc quay trở lại biên giới năm 1991, điều mà Nga coi là ảo tưởng. Moscow đã yêu cầu Kiev thừa nhận việc mất 5 khu vực đã sắp nhập Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý, đồng thời cam kết duy trì trung lập về mặt quân sự như một điều kiện cho lệnh ngừng bắn. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gần đây đã nói với tạp chí Newsweek rằng Moscow đang tìm kiếm một giải pháp để giải quyết các nguyên nhân cốt lõi của cuộc xung đột Ukraine, đồng thời cáo buộc Kiev và phương Tây không muốn làm điều này. Moscow cho đến nay vẫn coi việc NATO mở rộng về phía biên giới Nga là một mối đe dọa hiện hữu. Báo The Times dẫn nguồn tin nội bộ Anh và Ukraine ngày 10 tháng 10 cho biết kế hoạch mà giới chức Anh đang thảo luận là triển khai các nhóm nhỏ huấn luyện viên quân sự đến các vùng phía Tây Ukraine để đào tạo cơ bản và tăng cường cho các tân binh Ukraine trước khi họ được điều động ra tiền tuyến. Điều này sẽ giải quyết một số vấn đề hậu cần liên quan đến việc gửi binh sĩ Ukraine đến các căn cứ của Anh để huấn luyện cũng như giảm chi phí. Một quan chức quốc phòng Anh nói với các phóng viên rằng việc gửi lực lượng quân sự Anh đến Ukraine thay vì tổ chức huấn luyện tại các căn cứ quân sự của Anh sẽ rẻ hơn cho chúng tôi và tốt hơn cho họ. Chúng tôi có thể huấn luyện nhanh hơn và các vị trí đó cũng ở xa tiền tuyến nên rủi ro thấp, quan chức trên giải thích. Trong khi đó, một nguồn tin Ukraine chỉ ra việc chuyển hoạt động huấn luyện sang Ukraine có thể gửi tín hiệu chính trị quân sự mạnh mẽ tới Nga và các nước khác. Nguồn tin cũng hy vọng điều này có thể trở thành một công cụ răn đe mạnh mẽ. Ngoài ra, quân đội Anh sẽ học được kỹ năng chiến đấu từ các máy bay chiến đấu Ukraine và có cơ hội thử nghiệm các loại vũ khí mới đang được phát triển cho cuộc chiến. Anh là một trong những quốc gia viện trợ và hỗ trợ huấn luyện cho quân đội Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra hồi tháng 2 năm 2022. Ý tưởng đưa lực lượng quân sự của NATO đến hỗ trợ huấn luyện cho quân đội Ukraine từng được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề cập hồi tháng 2. Tuy nhiên, ý tưởng này đã vấp phải phản ứng trái chiều từ các đồng minh NATO. Các nước như Mỹ, Đức lo ngại động thái đó có thể khiến căng thẳng leo thang, kéo NATO vào một cuộc chiến trực tiếp với Nga. Một số quốc gia bao gồm cả các nước vùng Baltic đã công khai ủng hộ hoặc bày tỏ quan tâm đến ý tưởng này. Tuy nhiên, hầu hết quan chức NATO đều bác bỏ kịch bản đó.